Xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh ABC làm của Lâm ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều vì đã bỏ thời gian của mình để vào thời gian này, và xin chúc cho cô chú anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Thì Lâm hiện đang sống ở phố Long Bạc Liêu. Cô chú anh chị mình có thể liên hệ với Lâm qua cái số điện thoại là 0947 723237 hoặc là cái nick Facebook Sơn Trần Vũ Lâm, để có gì mình liên hệ qua cái kênh đó cho nó dễ dàng và thuận tiện. Cái video ngày hôm nay là muốn cũng là video chia sẻ kinh nghiệm thôi, chứ cũng không phải là gọi là dạy hoặc là gì hết nha. Thì cũng mong là anh chị nào mà học cao hiểu rộng rồi thì nếu mà Lâm có nói sai cái vấn đề gì thì cũng bỏ qua cho Lâm ha, kinh nghiệm của Lâm thôi, chứ không phải là nó đúng hết với tất cả mọi người. Cái video ngày hôm nay là muốn chia sẻ cái việc mà chăm sóc làm sao để cho cây lan nó mập ha, và làm sao để cho cái cây nó ra nhiều mầm, nhiều chồi nhất có thể mà không cần phải dùng cái thuốc kích kỳ, hoặc là không cần dùng đến cái việc mà bấm thân ha, không dùng tới cái việc bấm thân để nó nhảy mầm ha. Đó rồi thì trước tiên là xin giải quyết cái vấn đề mà làm sao để cho cái cây nó mập chứ đi ha. Đó thì tại vì có rất là nhiều bạn hay rất là nhiều bạn nhắn tin là hỏi Lâm, bây giờ Lâm ơi cho em hỏi, cho anh hỏi là bón phân gì để cho lan nó mập ha, bón phân gì để cho lan nó mập. Đó. Thì thật sự luôn là phân bón thì nó rất là nhiều loại ha, phân bón là nó rất là nhiều loại, cũng giống như trên cái web bán phân thuốc của Lâm á, abclam.com đó, thì trên đó nó rất là nhiều loại. Khi mà cô chú anh chị mình lên xem cũng không biết bón cái gì luôn ha, thật sự là cô chú anh chị mình, Lâm đảm bảo là cô chú lên xem là có biết bón cái gì luôn. Và nếu như ai mua thì Lâm kêu bón cái gì thì bón cái đó thôi ha. Thì hôm nay Lâm sẽ giải quyết vấn đề cho cô chú anh chị mình hiểu, khi mà hiểu xong là cô chú anh chị mình rất là dễ bón phân cho cây đó. Nếu mà muốn bón, muốn làm sao cho cây nó mập ha, thì thứ nhất như thế này, cái cây á nó muốn ăn được là nó phải có nhiều rễ ha, nó phải có nhiều rễ đó, tại vì cái bộ rễ của nó là cái nơi hấp thụ dinh dưỡng mà, nó phải có nhiều rễ. Thì khi mà có nhiều rễ rồi thì chúng ta bón dinh dưỡng vào thì nó sẽ ăn và nó sẽ mập thôi ha. Đầu tiên là phải làm sao cho bộ rễ nó khỏe, và làm sao cho bộ rễ nó khỏe là phải kích rễ. Kích rễ thì có rất là nhiều video trên mạng, Lâm cũng có làm và người khác cũng có làm, thì cô chú chị mình có thể xem tham khảo những video kích rễ đó và mình kích rễ cho cây của mình. Khi mà bộ rễ ra nhiều rồi thì bón phân, phân cây nó ăn thì nó sẽ mập thôi ha. Rồi vậy khi mà bộ rễ nó ra khỏe rồi thì chúng ta phải bảo vệ cái bộ rễ nha, tại vì khi mà bộ rễ nó ra khỏe rồi chúng ta phải bảo vệ nó để tránh tình trạng nó bị nấm là bị khuẩn làm cho cây bệnh hư rễ nè, thúi rễ nè, lỡ cô rễ, thì chúng ta phải xịt những cái loại thuốc nào để phòng ngừa này. Chúng ta phải xịt phòng ngừa thôi chứ không thể nào chúng ta trị được. Nếu mà trị thì cái bộ rễ đã hư rồi, nếu mà hư rồi thì trị để làm gì nữa, hư rễ mà hư rồi chỉ có nước nhỏ lên là trồng lại thôi ha. Nếu mà bộ rễ cây mà hư thì phải nhỏ lên trồng lại thôi, chứ không có làm cái gì hết được đâu đó. Thì chúng ta phải xịt thuốc phòng ngừa ha. Những loại thuốc đó ở đây á, ở đây Lâm sử dụng Aleve và Monseren ha, hai cái loại thuốc như mà cô chú chị mình đang thấy đó, là Aleve và Monseren đó, một cái loại thuốc trị nấm và một loại thuốc trị khuẩn, mình pha chung để mình kết hợp để mình xịt ha. Đó rồi để mình xịt mình phòng ngừa bệnh đó. Thì khi mà bảo vệ bộ rễ rồi, bảo vệ bộ rễ khỏe rồi, bón phân là nó sẽ mập. Vậy thì muốn nó mập á thì phải bón phân gì, nó lại ra vấn đề phân gì, nó rất là nhiều loại phân, miễn làm sao chúng ta cung cấp đủ đa chung vi lượng, đạm lăng kali rồi canxi magie lưu huỳnh vi lượng rồi axit amin, nó rất là nhiều loại phân bón chúng ta phải cung cấp đủ ha. Đủ là như thế nào? Đủ là phải đều ha, đủ là phải đều nữa, đủ là phải đều nữa, cung cấp đủ và phải đều, chứ không thể nào mà bữa nay xịt rồi nghỉ tháng sau mới xịt, rồi xong quay lại 10 ngày sau xịt, quay lại 2 tháng sau mới xịt, không được. Chúng ta cũng như vậy thôi, chúng ta ăn hôm nay ngày mai chúng ta cũng ăn nữa, và ngày mốt chúng ta cũng ăn nữa, không phải chúng ta ăn một bữa rồi chúng ta nghỉ 10 bữa, nghỉ một tháng nửa tháng rồi chúng ta mới ăn lại, không có. Cái cây nó cũng như vậy thôi, muốn nó lớn muốn nó mập thì phải cho nó ăn, và phải cho nó ăn đủ và ăn đều đó. Và cái vấn đề nữa đó là phải có thời gian. Tại sao Lâm nó có thời gian? Tại vì á, đây cô chú anh chị mình thấy nè ha, cái cây nè đó, cái cây mà cây mẹ nó thân nó lớn nè ha, và ra cái thân con, thân thứ hai và thân thứ ba nè ha, thứ hai và thân thứ ba đó. Thì phải có vấn đề đây là phải có thời gian cho nó để từ từ nó ăn, chứ không thể nào lớn được. Giống như chúng ta thôi, chúng ta mà ăn rồi chúng ta mới á lộng, chúng ta mới thanh ra, rồi chúng ta phải đợi 18 năm sau thì chúng ta mới trưởng thành được, ăn từng ngày ăn ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ thì chúng ta mới lớn được, chứ không thể nào mà như thánh giống được. Khi mà có giặt tới là ăn liên tục trong vòng ngày, một bữa sau lớn đi quánh giặt, không có. Cái đó là cái chuyện cổ tích thôi, đó là cái chuyện cổ tích thôi đó. Thì cái cây nó cũng vậy thôi, chúng ta phải cho nó thời gian. Tại vì cũng có rất là nhiều cô chú chị mình
ha, cũng có rất nhiều cô chú chị mình nhắn tin qua hỏi Lâm có cái loại phân bón này người ta quảng cáo á, là bón vô là thân nó nù lên là nó phát triển là đã lắm ha, thì hỏi Lâm có sử dụng được hay không. Nếu mà Lâm nói không được á, nếu mà Lâm nói không được á thì nó cũng không có được, tại vì Lâm cũng là cái người bán phân. Nếu mà Lâm chê sản phẩm người khác bán thì thật sự đó là không đúng, nên là cũng mong là cô chú chị mình đừng hỏi Lâm những vấn đề mà Lâm không biết ha. Tại vì nếu mà tại vấn đề đó là người ta bán phân của người ta thì Lâm không thể nào mà Lâm chê cái phân của người ta được, hay cái chuyện đó là chuyện làm không có nên làm ha, chuyện không nên làm thì Lâm cũng không có làm được, nên là mong cô chú chị mình thông cảm. Và nếu như cô chú chị mình thấy sử dụng được thì mình cứ mua mình sử dụng thử thôi, đâu có sao đâu ha, mình cứ mua mình sử dụng thử thôi. Còn Lâm thì Lâm cũng không thể nào cho cái lời khuyên về cái phân bón người khác được ha. Đó thì phải có thời gian cho nó nha, chúng ta phải có thời gian. Rồi thì nhớ nha, cái mấu chốt ở đây là vẫn phải làm sao cho bộ rễ nó phát triển nha, đừng bảo vệ bộ rễ, làm cho bộ rễ phát triển và bảo vệ bộ rễ, bón phân cho nó ăn đều và ăn đủ, và cho nó một cái thời gian ha, cho nó một cái khoảng thời gian. Rồi cái vấn đề thứ hai á là làm sao để cho nó ra nhiều mầm mà không cần phải sử dụng thuốc kích kỳ ha, không cần sử dụng thuốc kích kỳ và không cần phải bấm thân như video mà Lâm chia sẻ ha. Thì như cô chú chị mình thấy ha, đây là cây này nè ha, nó đang ra, Lâm đếm là nó 7 mầm đó đó ha, đếm là nó đang ra 7 mầm đây. Rồi thì và với một số hình như cô chú chị mình đang thấy trên màn hình ha, đó là cây nó ra rễ. Thì như thế này, cái việc mà chăm cái cây cho nó ra nhiều mầm như vậy, nó không phải đạt tỷ lệ 100%, nó không phải đạt tỷ lệ 100% như chúng ta sử dụng thuốc kích kỳ. Tại vì cái thuốc đó ha, là nó có cái gì thì mình không biết được, tại vì nếu mà mình biết thì mình làm cái đó mình sử dụng rồi ha, nếu mình biết mình làm mình đã sử dụng. Nhưng mà cái thuốc kích kỳ á nó có một cái hạn chế, là làm những cái cây khó ra rễ. Hay như cô chú chị mình, nếu mà có ai bạn có sử dụng thuốc kích kỳ để chích cho thân thòng rồi đó thì cũng thấy nó rất là khó ra rễ. Và khi mà cái cây không ra rễ được thì vô phương cứu ha, vô phương ha, cây mà không ra rễ được là vô phương. Như chúng ta mà sanh ra mà không có miệng là cũng vô phương sống vậy thôi, nó cũng cây nó cũng vậy thôi đó. Thì cái sự lớn lên của cây như nãy Lâm nói, cái sự mập của cây á và cái sự phát triển mầm nè, phát triển rễ nè, thì chúng ta phải làm sao ha. Nó có hai dạng, một dạng là chưa nở tế bào, cái dạng thứ hai á là cái dạng tăng sinh tế bào ha, cái dạng tăng sinh tế bào. Và trong hai cái dạng đó, cái dạng chưa nở tế bào á thì nó nguy hiểm hơn. Nguy hiểm hơn là tại sao? Giống như chúng ta thổi một cái bong bóng chúng ta thổi bong bóng, thổi bự hết mức có thể đó, thổi bự hết mức có thể và chúng ta cố gắng thổi, và thổi nếu chúng ta không để ý thì nó sẽ bể ha. Cũng giống như chúng ta việc kích á, chúng ta việc kích mà kích quá liều á là cây nó không lớn nổi, là cây nó không ra rễ nổi, là cây coi như đai luôn đó. Còn cái việc này chúng ta sử dụng phân bón thì chúng ta chăm nó từ từ, chăm nó rỉ rả, chăm nó từ năm ngày này qua ngày kia thì từ từ nó cũng lớn. Chúng ta cũng chỉ là những người chơi thôi, đa số anh chị lên đây xem chỉ là những người chơi thôi, không phải là những người mà trồng lan để mà bán ha, trồng lan để bán như Lâm. Nói trắng ra là Lâm cũng bán lan, nhưng mà Lâm muốn chia sẻ cô chú chị mình cái hướng là mình chăm cây cho nó bền, cho nó đẹp. Tại vì Lâm cũng vừa chơi vừa bán chứ không phải là làm để mà làm bán không. Nó bán không là nó khác nữa, nó rất là nhiều khía cạnh, nên không Lâm không muốn nói tới ha. Là chỉ muốn là cái sự mà phát triển mầm rễ rồi đó thì nó phải tăng sinh tế bào thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì sao Lâm nói tốt hơn? Giống như tăng sinh tế bào là từ 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8, 8 thành 16. Vậy thì ở đây là Lâm sử dụng cái loại phân gì ha, để mà Lâm thúc đẩy cái quá trình tăng sinh tế bào của cây? Thứ nhất là cái chai Bambodia như cô chú anh chị mình thấy trên màn hình. Thứ hai nữa là cái gói ga rễ mập trời thần hổ này, nó sẽ giúp cho cái quá trình tăng sinh mô, tái tạo tế bào, tái tạo mô, tái tạo bộ rễ của cây, giúp cây phát triển tốt hơn đó. Cái gói mập trời thần hổ á, mập trời ga rễ thần hổ là sẽ giúp cái cây ga rễ nè ha, thì mình có thể sử dụng chung với những cái loại phân bón khác, cái phân bón ga rễ khác hoặc là phân NPK hoặc là những cái chai phân dinh dưỡng như cô chú chị mình thấy ha, trên cái web của Lâm có rất là nhiều, thì mình có thể sử dụng chung ha. Đó, cái liều lượng thì cũng chỉ là 1C hoặc là 1ml thôi cho 1 lít nước ha, cho 1 lít nước, nó chỉ như vậy thôi. Ở đây thì Lâm cũng sử dụng như vậy. Rồi hai cái loại phân bón này nó sẽ giúp cho cái cây tăng sinh tế bào ha, tăng sinh tế bào nha, không phải là chưa nở tế bào nha. Tại vì ta tăng sinh tế bào thì chúng ta thổi một cái bong bóng lên, chẳng hạn như thổi một cái bong bóng lên bằng một cái gỗ đi, một cái gỗ to thật là to đi, thì có thể nguy cơ nó sẽ bể. Còn nếu như chúng ta thổi 10 cái bong bóng để vào một cái gỗ đó thì cái nguy cơ bể nó sẽ ít hơn, nguy cơ bị hư nó sẽ ít hơn đó. Chính vì thế nó sẽ an toàn hơn cho cây của chúng ta ha. Cũng mong á là qua cái video này sẽ giúp được cho cô chú anh chị mình hiểu thế.
cái việc tăng sinh cái việc phân tăng sinh tế bào thì không nhất thiết cô chú chị mình phải mua chỗ Lâm nha. Lâm không có nói là cô chú chị mình phải mua của Lâm, không nhất thiết, thì miễn sao cô chú chị có thể tìm mua ở bất cứ nơi đâu có, chỗ Lâm có bán hoặc chỗ người khác có bán thì cô chú chị mình có thể mua ở bất cứ nơi đâu và về mình sử dụng thôi. Thì chỉ cần chúng ta cho nó thời gian thì nó sẽ phát triển được ha, nó sẽ phát triển được. Thì cũng mong là qua cái video này cũng sẽ giải đáp được những cái khúc mắc trong lòng của cô chú chị mình là tại sao người ta chăm lan á rất là tốt, rất là mập ha, tại vì người ta chăm đều ha, chăm đều và chăm đủ thôi, chứ còn mình thì mình lâu lâu mình bỏ nó quá thì nó cũng không có thể là tốt được. Thì cũng mong qua video này sẽ giải đáp được những cái khúc mắc trong lòng của cô chú chị mình ha. Rồi nếu mà xem video này còn có vấn đề gì mà chưa rõ chưa hiểu á thì cũng có thể để lại bình luận bên dưới video để làm giải đáp thắc mắc thêm ha. Thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn ở các video tiếp theo.